Xin chào các bạn, mình là Cường đây. Hôm nay tiếp tục với chủ đề là Yamaha MT15. Nếu các bạn yêu thích chiếc Yamaha MT15 này, hãy đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều video hơn về các chủ đề Yamaha MT15 ha. Còn hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về những cái món đồ chơi cơ bản mà mình lắp trên chiếc Yamaha MT15 này. Và những cái món đồ chơi này mình cảm nhận là khi các bạn đi tour, các bạn nên lắp những cái món đồ chơi này để đi tour nó được thuận tiện hơn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về tất cả những cái món đồ chơi mình lắp trên chiếc Yamaha MT15 này nha. Đầu tiên á, là mình lên một cặp chống đổ kèm với lại cặp đèn trợ sáng luôn. Thì cái cặp chống đổ này là chống đổ cho Yamaha MT15 luôn. Cho nên các bạn nhìn tổng thể cái kích thước của nó dài ra, nó rất là gọn ha, nó không có bị dài ra quá nhiều. Thì cái cặp chống đổ này mình lắp là 700.000. Mình lắp là 700.000 các bạn, mình lắp ở F1 Store, mình sẽ để đường link ở bên dưới cho anh em nào thích cái cặp chống đổ này sẽ liên hệ với lại cái cửa hàng đó để lắp cái cặp chống đổ này ha. Đó là cái món đồ thứ nhất, chống đổ trên Yamaha MT15. Thứ hai là cái cặp đèn trợ sáng này. Cặp đèn trợ sáng này là cặp đèn trợ sáng L4X chip XPLV6 hàng Sikri nhập Mỹ ha. Thì cái chip này nó cho cái cường độ sáng của chúng ta là cường độ sáng gom, nó sáng rất là xa luôn. Và cái bài test cái cường độ ánh sáng này mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn cùng xem về cái cường độ sáng khủng khiếp của con đèn trợ sáng này. Thì mình lắp một cặp ha. Thì cái cặp trợ sáng này giá mình mua một cặp luôn là 3.500.000 ha. Các bạn mua lẻ một chiếc là 1.800.000 hay sao á. Và mình lên cho mình lắp trên cái cặp chống đổ này thì mình phải mua cái bát này. Cái bát này là 250.000 một cặp. Này. Đó, 350.000 một cặp. Và mình đi theo cái bộ mặt nữa. À, mặt này thì sẽ là mình không có dính dáng gì đến cái đường điện zin của xe, cho nên mình sẽ đi một cái công tắc riêng ở đây. Cái công tắc này nó có chức năng là vừa on off vừa bắt sinh luôn. Tức là khi các bạn nhảy thì nó sẽ là bắt sinh, còn khi các bạn nhấn giữ 2 giây thì sẽ là on, và nhấn giữ 2 giây nữa là sẽ là tắt. Rất là tiện ha. Và cái bộ mặt này mình mua là 350.000 luôn. Thì cái đường lên mà mình hướng dẫn các bạn lắp cái bộ mặt này, cái cặp đèn trợ sáng này mình sẽ để bên dưới cho các bạn cùng tham khảo. Thì các bạn bấm vào đường link đó để xem chi tiết về cái cặp đèn trợ sáng này mình lắp như thế nào. Tiếp theo là về cái két nước. Cái két nước là không thể thiếu ha. Khi mà các bạn đi ngoài đường thì đá có thể nó bắn vô thì có thể nó làm rách cái két nước, nó rất là nguy hiểm. Cho nên mình làm lên cái két nước này. Cái két nước này là cho Yamaha MT15 luôn. Cái két nước này là 250.000. Tiếp theo là cái cặp chống đổ sau này. Chống đổ sau này thực ra mình lắp thì nó chắc cũng chả có tác dụng gì đâu. Tại vì bên cái đằng trước thì nó đã chịu cho mình hết rồi. Còn cái đằng sau này mình lắp chủ yếu là để bạn mình á, mình ngồi á, mình để lên cái chân ở đây thì nó có phần nó thoải mái hơn. Cái cặp này là 200 một cặp. Tiếp theo là phần ba ga của Yamaha MT15. Nguyên bản của nó thì nó sẽ không có cái phần ba ga này. Còn cái phần yên này thì mình đi tour về mình chưa kịp cắt luôn, mình mang xe ra review cho các bạn luôn, xe mình chưa kịp rửa luôn nên nó hơi dơ, các bạn thông cảm cho mình xíu nha. Thì cái ba ga này mình lắp là 1.300.000, mình lắp ở F1 Store luôn các bạn. Các bạn vô cái đường link bên dưới để xem chi tiết ha. Thì cái ba ga này bây giờ nó cũng có rất là nhiều bên khác làm rồi, giá cũng rẻ hơn, thì các bạn lưu ý giúp mình. Còn đây mình lắp thì những cái đầu tiên ở Việt Nam luôn cho nên giá nó hơi mắc là 1.300.000. Thì cái đường link mà lắp chi tiết, cái cách lắp, hay các bạn muốn mua về lắp hay là lắp trực tiếp tại store thì mình sẽ để bên dưới. Các bạn cùng vào tham khảo chi tiết cái ba ga này trên chiếc Yamaha MT15. Thì cái ba ga này mình thấy nó rất dày, nó dày khoảng 3.5mm và chở đồ cực kỳ chắc chắn luôn các bạn. Khi mà mình đi tour, mình cột cái ba lô đồ đằng sau nó khoảng 10kg á, mà mình chạy thì nó không có cái cảm giác là nó vẫy đuôi ha, tức là không có cái cảm giác mà nặng đuôi. Tức là cái này nó bắt sát với lại cái sườn của xe luôn, cho nên là tạo cho mình cái cảm giác nó rất là chắc chắn và yên tâm, nó giống như là nguyên khối vậy các bạn. Nên mình sẽ quay tổng thể các bạn xem ha. Các bạn thấy là có cái phần đuôi này thì cái chiếc xe của mình nó được trường xe hơn, nó hài hòa, nó cân đối hơn. Chứ nếu mà không có cái ba ga này có phần nó hơi cụt. Rồi còn gì nữa không ta? À đây, một cái món đồ chơi cũng rất là nhỏ thôi. Tức là cái phần chắn bùn cho cái phần phuộc sau này đây. Mình mua của anh Phạm Tuấn Sonac ha. Thì mình sẽ để đường link bên dưới luôn. Nếu các bạn muốn mua về các bạn lột keo ra dán thôi, căn chỉnh cho nó chính xác là in qua thôi. Thì các bạn nhìn nè, mặc dù xe của mình nó rất là dơ nè, các bạn nhìn nè, mình đi cả tháng rồi mình không có thời gian để mình tự rửa luôn. Đây các bạn xem nè, cái phần phục của mình nó rất là đẹp, hầu như là bẩn, vết bẩn nó không để bắn vào đó được. Ở đằng trước cũng tương tự, ở đằng trước các bạn nhìn nè,
mặc dù ở dưới này rất dơ, bùn đất nó bắn lên, nhưng mà các bạn nhìn ở phần cổ bô nè và cái phần cục máy của mình nè, nó cực kỳ sạch đẹp luôn. Ở phần trên cánh nước là cũng vậy. Nếu các bạn không có cái phần chắn bùn này thì mình nghĩ là bùn đất nó sẽ bắn lên cái phần cổ bô rất là ghê luôn. Cái này rất là tiện nha các bạn. Rồi, vậy là hết rồi đó các bạn. Mình cũng lên sơ sơ thôi chứ không có gì nhiều. Còn cái phần in sau á thì khi nào mình đi tour mình mới lắp vô, còn không đi tour thì mình chạy bình thường mình tháo nó ra. Phần in đó là in rồi. Mình sẽ quay tổng thể lại một vòng cho các bạn xem nha. Cái phần cặp đèn trợ sáng đó, cái chủng độ nó lắp lên cái xe nó nhìn rất là hài hòa ha. Rồi, ok. Các bạn thấy sao về những cái món đồ chơi mình lắp trên chiếc Yamaha MT15 này? Thì nó cũng rất là cơ bản thôi, nó cũng không có gì là cầu kỳ. Mình thích xe zin cho nên là hầu hết là những cái món đồ chơi mình lắp thêm chứ mình không có thay đổi kết cấu. Thì nếu các bạn muốn mình làm chủ đề gì về chiếc Yamaha MT15 này, các bạn hãy comment ở bên dưới cho mình. Mình biết được chủ đề mình sẽ làm thêm những video chia sẻ các bạn thêm. Các bạn thấy sao về chiếc Yamaha MT15 này, hãy comment ở bên dưới nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên subscribe kênh YouTube của mình nha các bạn. Bye bye.